quý khán giả đủ các mặt hàng từ mỹ phẩm, quần áo, giày dép, nước hoa, thực phẩm chức năng sản xuất trong và ngoài nước đều được dân buôn đưa lên mạng xã hội để trao bán. Do đó, người mua hàng chỉ có lợi thế là mua nhanh, gọn nhưng khó kiểm soát rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Bức xúc của người tiêu dùng cũng là vấn đề đau đầu của ngành chức năng. Vấn đề này tiếp tục được bàn luận sau ít phút nữa. Trước tiên, mời điểm qua một vài nội dung chính hôm nay. Thêm trường hợp cấp cứu vì tin heo đông y truyền miệng. Triệt phá kho hàng nhái lớn nhất từ trước đến nay tại Ninh Bình. Khi cửa khẩu nằm ở nhà mỗi người dân, việc phát hiện xử lý gian lận thương mại trên không gian mạng càng trở nên khó khăn. Tin theo quảng cáo, nhà tôi ba đời chữa khỏi bệnh này bệnh kia khiến nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Mới đây, thêm một trường hợp cụ bà 73 tuổi nhập viện khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy hô hấp kèm theo tổn thương ở gan và thận rất nặng sau khi sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Theo lời kể của người già bên chân bị viêm khớp đã lâu, điều trị thuốc nam kèm corticoid kéo dài. Bệnh nhân được phát hiện suy tuyến thượng thận cách đây 2 tháng, bị viêm gan B không điều trị trong nhiều năm. Điều đặc biệt, bệnh nhân mua thuốc nam theo nguồn truyền miệng không rõ nguồn gốc. Trước đó, bệnh viện cũng đã cấp cứu nhiều trường hợp sử dụng thuốc nam nhà tôi ba đời, rồi bị đau bụng dữ dội, men gan tăng trọt hàng chục lần và phải nhập viện cấp cứu. Đa phần bệnh nhân nhập viện đều có các tổn thương gan thận, trường hợp nặng phải lọc máu cấp cứu. Liên quan đến những phản ánh của báo chí, nỗ lực của ngành chức năng về xử lý tình trạng tự phong là lương y, thần y trên mạng xã hội, Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kiểm tra có biện pháp quản lý xử lý phù hợp. Trong khi đó, thực trạng mỹ phẩm chui không đúng chuyên môn đang khiến nhiều khách hàng không đẹp mà còn mất tiền quan, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe. Một người phụ nữ ở Hà Nội tin vào lời quảng cáo bảo hành trọn đời đã đi làm dịch vụ độn tráng ở một cơ sở thẩm mỹ. Sau cắt chỉ 2 tuần, toàn bộ khuôn mặt chị liên tục bị sưng húp, đau, trán bị lồi lõm kèm theo triệu chứng sốt. Theo đó, chị M ở Hà Nội đi làm dịch vụ độn trán ở một cơ sở thẩm mỹ. Trước 2 tuần chưa cắt chỉ, chị cảm thấy hoàn toàn bình thường. Nhưng sau khi cắt chỉ được 2 tuần, chị bắt đầu xuất hiện những cơn đau, toàn bộ khuôn mặt liên tục bị sưng húp. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hà Nội cho biết, độn trán là thủ thuật xâm lấn, có chảy máu, vì vậy không được phép thực hiện tại spa, cũng như những cơ sở không được cấp phép. Hệ lụy từ các cơ sở làm đẹp chui khiến cho nhiều chị em tiền mất tật mang, dù đã được cảnh báo từ trước, nhưng đứng trước những lời quảng cáo có cánh, thậm chí có nhiều nơi lợi dụng tên tuổi của các thương hiệu lớn, khiến những ai có nhu cầu thật sự sẽ sập bẫy. Nếu tại các tỉnh thành phía Nam, thương hiệu Chợ Rẫy bị mượn danh, thì tại Hà Nội là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đã có rất nhiều người lầm tưởng Thẩm mỹ viện 108 có địa chỉ tại số 2 Đỗ Đức Dục, Hà Nội là khoa thẩm mỹ thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sự ngộ nhận này đã khiến nhiều người ngậm trái đắng. Theo giấy phép kinh doanh do quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cấp, Thẩm mỹ viện 108 chỉ được làm đẹp da không xâm lấn. Nhưng cơ sở này đã quảng cáo và thực hiện nhiều kỹ thuật thẩm mỹ xâm lấn như là căng da mặt, dựng mũi, làm mắt. Đây là lần thứ 3 cơ sở này bị xử phạt do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép. Hiện ngành chức năng đã ra quyết định, bên cạnh xử phạt hành chính thì yêu cầu cơ sở đóng cửa chính diện. Thêm một kho hàng lậu bán livestream hàng ngàn đơn mỗi ngày bị sa lưới. Tin từ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình, sau một thời gian trinh sát, đơn vị đã phát hiện kho chứa hàng giả, hàng nhái có diện tích khoảng 1.000 m² với các sản phẩm gia dụng, dân dụng, mỹ phẩm. Việc liên tiếp tóm gọn nhiều kho hàng giả thời gian gần đây một lần nữa cảnh báo gốc khuất của những trang bán hàng online mua bao nhiêu cũng có trên mạng xã hội hiện nay. Một trong những phương thức được cơ sở này sử dụng để kinh doanh là sử dụng nền tảng số để livestream bán hàng trên mạng xã hội. Ghi nhận trên hệ thống bán hàng của cơ sở, mỗi video livestream có khoảng 11.000 lượt xem và hơn 1.000 đơn hàng được chốt, sau đó gửi đến người mua thông qua các dịch vụ vận chuyển. Việc trinh sát và điều tra kho hàng này mất rất nhiều thời gian, công sức, và đối tượng vi phạm chủ yếu sử dụng mạng xã hội để chào bán và dùng dịch vụ chuyển phát để vận chuyển hàng hóa. Bước đầu ghi nhận, đây là chuyên án khám xét kiểm tra kho hàng sử dụng nền tảng số để bán hàng trên mạng lớn nhất từ trước đến nay tại Ninh Bình. Không cần thuê mặt bằng tốn kém, các kho hàng chuyên bán hàng online theo hình thức livestream chốt được cả vài ngàn đơn mỗi ngày. Số tiền thu được từ hoạt động này là một con số không hề nhỏ.
Các chuyên gia cho rằng cần có những chế tài mạnh tay hơn để xử lý, bởi nếu tiền phạt chỉ bằng một phần nhỏ so với lợi nhuận mà họ thu được thì vẫn không thể dẹp triệt để được. Chặng trang này sẽ lại mọc lên trang khác. Còn liên quan đến vấn đề xăng giả kém chất lượng, thêm một doanh nghiệp xăng dầu ở Vĩnh Long bị xử phạt hàng trăm triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hồng Nga ở ấp An Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long do bà Phạm Thị Thùa làm giám đốc bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 200 triệu đồng về hành vi bán hàng quá có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo phiếu kết quả thử nghiệm ngày 8 tháng 2 năm 2021 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Lô hàng gồm 5.000 lít dầu DO 0,05S, cửa hàng đã bán 3.210 lít, giá bán 13.040 đồng một lít, còn tồn 1.790 lít. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn phải thực hiện mức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 2 tháng kể từ ngày 29 tháng 3. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm quy định về nguồn gốc xuất xứ, giấy phép kinh doanh, buôn bán cá tầm, nhất là cá tầm Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam. Bởi thực tế tại các tỉnh biên giới phía Bắc còn tình trạng cá tầm Trung Quốc nhập sai quy định vẫn được đưa đi tiêu thụ. Ngày 30 tháng 3, Tổng cục Hải quan cho biết, qua theo dõi tình hình làm thủ tục hải quan và phối hợp lấy mẫu kiểm tra, xác định chủng loại đối với một số lô hàng cá tầm nhập khẩu tại Lào Cai, Lạng Sơn, thì thực tế cá tầm nhập khẩu không đúng với giấy phép do cơ quan quản lý Việt Nam cấp, không đúng với tờ khai hải quan. Cơ quan chức năng xác định có một doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu 12 tấn cá tầm Siberia từ Trung Quốc, nhưng kết quả giám định cho thấy cá tầm nhập khẩu không đúng chủng loại như tờ khai hải quan. Đáng chú ý, dù đang trong thời gian chờ kết quả kiểm định chưa được thông quan, nhưng doanh nghiệp này đã tự ý đưa cá tầm đi tiêu thụ. Tiến hành kiểm tra lô hàng đóng thùng cạc tông đang tập kết tại khu vực đường Phan Đình Giót, tổ 23, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Công an địa phương phát hiện 350 đôi giày thể thao trẻ em, 300 chiếc túi đeo, túi xách, 200 chiếc ô dù cầm tay, 90 chiếc bình dưỡng nhiệt bằng kim loại do nước ngoài sản xuất. Chủ lô hàng là ông Hà Quy Hùng không xuất trình được hóa đơn chứng từ nhập khẩu đối với lô hàng. Giá trị hàng hóa xử lý ước tính gần 70 triệu đồng. Trước đó, chiều ngày 30 tháng 3, đội quản lý thị trường Lào Cai phát hiện lô hàng gồm 500 đôi dép nữ mùa hè do nước ngoài sản xuất đóng thùng cát tông đang tập kết tại khu vực đường Triệu Quang Phục, khu công nghiệp Đồng Phố Mới, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Chủ lô hàng là ông Nguyễn Văn Gôn không xuất trình được hóa đơn chứng từ nhập khẩu đối với lô hàng. Thưa quý khán giả, tiện lợi nhanh chóng nên thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức kinh doanh, giới thiệu hàng bằng hình thức livestream trực tiếp trên mạng xã hội đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn khi mua sắm. Nhưng chính nguồn hàng dồi dào, tần suất livestream liên tục, người mua cần bao nhiêu, hàng có bấy nhiêu đã khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về nguồn gốc xuất xứ và việc quản lý cất giấu chúng. Năm ngoái, dịch Covid-19 bùng phát, các hoạt động gian lận thương mại trên môi trường mạng càng phát triển mạnh. Đặc biệt, hình thức livestream thu hút lượng người tiêu dùng đông đảo. Hình ảnh hấp dẫn với những lời quảng cáo quá cánh khiến nhiều người tiêu dùng sập bẫy mua hàng giả, hàng kém chất lượng. Những kho hàng giả, hàng nhái lớn lần lượt bị phát hiện. Thì mình nhập lại bán online thôi. Mình chỉ đổ kênh cho các bạn sale bán hàng thôi. Kênh 5.000 thôi. Để phục vụ các kênh bán hàng livestream, nhiều cơ sở sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng được đặt khắp các tỉnh thành. Các kho hàng có thể nằm bất kể đâu và đi kèm với các dịch vụ hậu cần, chuyển phát, thanh toán hiện đại, giúp hàng hóa được luân chuyển, vận chuyển nhanh hơn trong nội địa. Điều này khiến công tác chống gian lận thương mại, buôn lậu, đặc biệt là hàng giả trên mạng ngày càng khó khăn. Thời gian qua, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng nhận được nhiều khiếu nại liên quan đến hàng kém chất lượng, hàng nhái khi mua hàng online. Tuy nhiên, việc xác minh tên, địa chỉ người vi phạm không dễ do người bán không đăng ký với các cơ quan chức năng. Bán hàng trực tiếp qua mạng xã hội là hình thức tự phát, không qua kiểm duyệt. Các chủ kinh doanh bán hàng qua mạng không có địa chỉ cụ thể rõ ràng, đang là những lý do khiến lực lượng chức năng khó kiểm soát. Qua nắm bắt thông tin và những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xử lý một số đường dây ổ nhóm quy mô lớn trên môi trường Internet. Tuy nhiên, con số bị xử lý vẫn còn khá ít so với những tài khoản livestream liên tục bộc lên trên các trang mạng. Như các cái kho hàng chứa ở các tỉnh thì đều đã bị các lực lượng chức năng người ta đã để ý và giám sát. Theo tôi cũng nên tăng cường cái hoạt động là
ngay từ cái bước đầu vào ấy, người ta phải ngăn chặn ngay những cái nguồn hàng từ nơi sản xuất cũng như là kho chứa hàng nhập khẩu về. Livestream phát triển cũng là mảnh đất để hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm lưu thông dễ dàng. Nhưng xem ra việc quản lý kiểm soát lĩnh vực này cũng không hề dễ dàng. Thông tin này xin được khép lại thời gian dành cho bản tin hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.